Chào mừng quý vị đến với chương trình 60 giây của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Và chương trình sáng ngày hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau đây. Bỏ khung giá đất, điểm mới đột phá trong chính sách đất đai. Khởi tố bắt tạm giam 3 bị can liên quan vụ triệt hạ rừng thông Đà Lạt. Kết quả trận chung kết giữa Việt Nam và Malaysia phải nhờ đến loạt sút lưng lùn. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, Việt Nam được đưa trở lại danh sách các nước có số ca nhiễm SARS-CoV-2 mới cao nhất trên toàn cầu, theo báo cáo của WHO. Theo đó, thì ở cấp độ quốc gia, số ca mắc mới hàng tuần của Việt Nam là hơn 571.000, chỉ xếp sau Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc. Như vậy, nếu tính trên phạm vi toàn cầu, Việt Nam đứng thứ tư trong số các quốc gia có số ca mắc mới cao nhất. Tuy nhiên, Việt Nam không có tên trong danh sách các nước có số ca tử vong cao nhất tuần. Tính riêng trong khu vực Tây Thái Bình Dương, Việt Nam đứng thứ ba về số ca mắc mới. Tiếp tục với các thông tin khác, thưa quý vị, dự thảo luật đất đai sửa đổi và một trong những điểm đột phá và được kỳ vọng nhất là quy định bỏ khung giá đất đã tồn tại nhiều năm nay. Điểm mới này có ý nghĩa như thế nào? Khung giá đất được chính phủ ban hành 5 năm một lần, xác định giá đất từ tối thiểu đến tối đa cho từng loại đất cụ thể. Đây là căn cứ để các địa phương xây dựng bảng giá đất và không được vượt quá khung tối đa 20%. Giá đất và cái hệ số điều chỉnh công bố hàng năm ấy nó thấp hơn so với mặt bằng giá thị trường. Cho nên là cái giá bồi thường căn cứ trên cái bảng giá này thỏa mãn cái nguyện vọng của người dân và chính là gây đến thiệt hại đến lợi ích chính đáng của người dân. Người dân sẽ được đền bù nó công bằng hơn. Việc này không chỉ kéo giảm được khiếu kiện mà còn giúp đẩy nhanh tiến độ các dự án. Tuy nhiên, rất nhiều người dân và nhất là các doanh nghiệp phải thuê nhiều đất phục vụ sản xuất kinh doanh lo lắng. Nghĩa vụ thuế đất hàng năm có tăng lên không? Theo cơ quan soạn thảo dự án luật đất đai, điều này đã được tính toán đến. Với các chuyên gia, việc bỏ khung giá đất sẽ mang lại nhiều lợi ích cho thị trường. Tuy nhiên, cần có những quy định bước đi rõ ràng cụ thể từ chính sách để giúp người dân, doanh nghiệp thích ứng và có những điều chỉnh phù hợp. Ngày 11 tháng 8, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cho biết, theo tính toán sơ bộ, để di dời chuyển đổi công năng khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành khu đô thị thương mại dịch vụ, thì Đồng Nai cần đến 800.000 tỷ đồng. Khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành lập năm 1963. Đây là khu công nghiệp lâu đời nhất ở nước ta với diện tích 320 ha, nằm tại vị trí đắc địa tiếp giáp sông Đồng Nai và quốc lộ 1A. Lo ngại khu công nghiệp gây ô nhiễm nguồn nước sông Đồng Nai, nên năm 2008, Đồng Nai đề xuất di dời khu công nghiệp này và được chính phủ chấp thuận. Tuy nhiên, sau gần 15 năm, tỉnh vẫn đang loay hoay xây dựng đề án. Dự kiến sau khi doanh nghiệp dời đi thì Đồng Nai sẽ đấu giá đất tại khu công nghiệp Biên Hòa 1, đồng thời xây dựng nơi đây thành khu đô thị và trung tâm hành chính. Mỗi khi trời đổ mưa thì hàng chục hộ dân sống dưới chân núi Sọ thuộc khu vực có nguy cơ sạt lở tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng lại thấp thỏm lo âu. Hiện mong muốn lớn nhất của bà con tại đây là sớm được di dời đến nơi an toàn sau nhiều năm mỏi mòn chờ đợi. Vết nứt này đã xuất hiện trên tường nhà người dân nhiều năm nay do ảnh hưởng của sạt lở núi. Dù rất muốn sửa chữa, nâng cấp nhưng chủ nhà không được địa phương cấp phép bởi căn nhà nằm trong diện di dời. Gia đình con cái đông kìa. Và có chồng có vợ ra chỗ nằm trong dự án đó không làm nhà, có tiền nhà sửa chữa cũng không được. Cho nên là cũng mong muốn là một là di dời, còn không thì bỏ cái dự án để cho dân nó họ ổn định cuộc sống. Thành phố Đà Nẵng có kế hoạch di dời các hộ dân từ năm 2020 nhưng đến nay vẫn chưa triển khai. Khi mà Sở Nông nghiệp mà tham mưu Ủy ban thành phố ban hành cái kế hoạch chương trình theo quyết định số 590 của Thủ tướng Chính phủ, huyện sẽ khẩn trương xin thành phố là cái chủ trương để thực hiện cái dự án này. Thời gian trước mắt thì huyện đã có những cái kịch bản để phòng chống thiên tai ở khu vực này và có cái kế hoạch di dời dân tương ứng với từng kịch bản. Nguy cơ sạt lở hiện hữu mỗi ngày đang đe dọa đến tính mạng và tài sản của hàng chục hộ dân nơi đây. Hiện bà con rất mong địa phương sớm triển khai phương án di dời để không phải thấp thỏm mỗi khi trời đổ mưa. Thông tin liên quan đến vụ cưa hạ hàng trăm cây thông ba lá tại lô A và lô B, khoảng 15 tiểu khu 144B thuộc địa bàn phường 8, lâm phần do Ban Quản lý Rừng Lâm Viên quản lý. Hôm qua, thì Công an thành phố Đà Lạt Lâm Đồng cho biết đơn vị này đã tống đạt quyết định khởi tố bắt tạm giam đối với 3 bị can để điều tra hành vi hủy hoại rừng. Các bị can bị khởi tố tạm giam 3 tháng gồm Lê Thị Minh, 60 tuổi, quê Tuyên Quang, Bùi Thị Huyền, 38 tuổi, quê Hòa Bình và Dương Kim Hà, 40 tuổi, quê Hà Tĩnh. Cả 3 bị can đều tạm trú tại phường 12 thành phố Đà Lạt.
Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận phá rừng với mục đích chiếm đất rừng để sản xuất nông nghiệp. Ngoài ra, cơ quan công an thành phố Đà Lạt đã triệu tập lấy lời khai 4 người có liên quan đến vụ phá rừng nghiêm trọng trên. Theo thông tin bước đầu của cơ quan chức năng, đây là vụ phá rừng thông quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố Đà Lạt, với hơn 300 cây thông bị cưa hạ trên diện tích gần 2 hectare rừng thông ba lá. Chiều 11 tháng 8, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng cùng đoàn công tác và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã đến thăm hỏi động viên gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại huyện A Lưới vào chiều tối 10 tháng 8. Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân, đồng thời đề nghị chính quyền địa phương giúp đỡ cho các gia đình các nạn nhân có phương tiện sinh kế bền vững. Bởi nhiều nạn nhân là trụ cột kinh tế gia đình, có con nhỏ, điều kiện kinh tế khó khăn. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và tỉnh Thừa Thiên Huế đã hỗ trợ mỗi gia đình có nạn nhân tử vong 10 triệu đồng. Ông Khuất Việt Hùng đề nghị tỉnh Thừa Thiên Huế cần kiến nghị các bộ, ngành trung ương sớm bố trí vốn để đầu tư cải tạo nâng cấp, mở rộng gần 30 khúc cua trên tuyến quốc lộ 49A, nhằm xóa các điểm đen gây tai nạn giao thông, bảo đảm lưu thông an toàn cho các phương tiện. Trước đó, chiều tối ngày 10 tháng 8, trên quốc lộ 49A đi qua huyện A Lưới đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa xe ô tô chở gỗ keo và hai xe máy đi ngược chiều làm 4 người tử vong. Bằng thủ đoạn tìm bạn trai trên mạng xã hội rồi hẹn gặp để cướp thì Hứa Thị Kim Thủy vừa bị công an thành phố Phan Thiết khởi tố tội cướp tài sản. Theo điều tra ban đầu, Hứa Thị Kim Thủy sử dụng Facebook để làm quen rồi hẹn nạn nhân tên T đến thành phố Phan Thiết chơi. Thủy sau đó mua 4 viên thuốc ngủ, tán nhuyễn rồi mang theo. Khi anh T đến điểm hẹn, Thủy mua sẵn bia, đồ ăn và đổ một thuốc ngủ vào để chuốc mê nạn nhân. Sau đó Thủy cướp một điện thoại, một xe máy đem đi bán được hơn 31 triệu đồng để đánh bạc và tiêu xài cá nhân. Cũng với thủ đoạn trên, cuối tháng 7, Thủy cũng cướp của một thanh niên khác một xe máy và một điện thoại. Sau khi công an thành phố Phan Thiết khởi tố, bị can Hứa Thị Kim Thủy được cho tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Phan Thiết đang hoàn tất các hồ sơ theo thủ tục để xử lý Thủy theo quy định của pháp luật. Một vụ hỏa hoạn nghi do phóng hỏa xảy ra sáng qua, công an quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng cho biết đang tiến hành điều tra. Theo lời khai của chủ nhà, khoảng 3 giờ sáng ngày 10 tháng 8, bà phát hiện lửa khu vực nhà vệ sinh ở tầng 1 cùng mùi xăng dầu nồng nặc. Ngay lập tức, bà hô hoán 4 người trong gia đình cùng nhau dập lửa. Tiến hành kiểm tra camera an ninh, gia đình phát hiện khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, có một người đàn ông mặc quần dài, áo thun, đội mũ bảo hiểm, sử dụng một vật như máy khoan, khoan vào cửa sắt rồi bơm chất lỏng từ bình vào nhà. Sau đó người này bật lửa đốt. Chủ nhà cho biết, trước đó chồng bà có vay 50 triệu của một người đàn ông trú quận Liên Chiểu, trả lại hàng tháng 7,5 triệu đồng trong hơn một năm qua. Sau khi phát hiện chuyện này, chủ nhà thương lượng trả 5 triệu cho đến khi đủ 50 triệu, nhưng chủ nợ không đồng ý, buộc bà phải trả đủ một lần. Người này còn nhiều lần đe dọa sẽ đốt nhà của bà. Tối qua, một bảng hiệu đặt trên một tòa nhà cao tầng tại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ bốc cháy dữ dội, nhiều người khiếp vía tháo chạy toán loạn vì sợ cháy lan. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 19 giờ 30 phút, người đi đường bất ngờ phát hiện bảng hiệu nằm trên tầng thượng tại số 6 đường Lê Đức Thọ, phường 7 bốc cháy ngùn ngụt. Đám cháy xuất phát từ tầng thượng của căn nhà mặt tiền có kết cấu một trệt ba lầu nên nhiều người không thể tiếp cận chữa cháy. Nhận tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quận Gò Vấp nhanh chóng điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, đám cháy được dập tắt. Dù hỏa hoạn không gây thương vong về người, nhưng khiến một số tài sản tại tầng thượng của căn nhà bị thiêu rụi. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ. Thế giới có gì là nội dung chính trong phần tiếp theo? Núi lửa phun trào càng mạnh, du khách đổ về càng đông. Các thiết kế theo tinh thần thân thiện với môi trường tại tuần lễ thời trang Copenhagen. Tham quan núi lửa phun trào nghe có vẻ khó tin, nhưng đó hoàn toàn là sự thật. Một vụ phun trào mới trong một khe nứt núi lửa, nằm trong một thung lũng không có người ở, cách Reykjavik, thủ đô của Iceland khoảng 40 km, đã thu hút hàng ngàn người về đây hôm thứ Năm. Địa điểm xảy ra vụ phun trào là núi lửa Mount Fagradalsfjall, nằm ở khu vực khó tiếp cận, đòi hỏi đi bộ 90 phút, đã thu hút hơn 1.830 du khách vào ngày đầu tiên xuất hiện vết nứt, theo các nhà chức trách Iceland.
Hitterhoff, một du khách người Mỹ đã chờ đợi nhiều năm để nhìn thấy dung nham, và đó là mục tiêu trong đời của mình, cho biết. Tôi đã phải ngồi và khóc một chút vì nó quá đẹp, quá xúc động, nó giống như sức mạnh thô của hành tinh chúng ta. Nhà chức trách đã kêu gọi người dân không đến địa điểm này vào thứ Tư trước khi tiến hành đánh giá rủi ro. Nhưng hôm thứ Năm, lực lượng bảo vệ dân sự cho biết chỉ trẻ nhỏ mới nên tránh xa khu vực xảy ra vụ phun trào. Các khí thải ra từ các vụ phun trào núi lửa, đặc biệt là sulfur dioxide, có thể gây nguy hiểm hoặc thậm chí gây tử vong nếu hít phải chúng. Năm ngoái, địa điểm này từng xảy ra vụ phun trào nham thạch, có thể đi bộ tiếp cận dễ dàng, đã thu hút hơn 435.000 du khách đến tham quan. Một công ty công nghệ tại thành phố Oakland, bang California, Mỹ đã tìm ra kỹ thuật mới tăng cường tính năng cảm ứng nhạy hơn và chính xác hơn đối với các robot. Đây được xem là một bước tiến mới giúp tăng cường ứng dụng của người máy trong đời sống hiện đại. RoboSkin là loại da người máy được công ty Bebop Sensors sản xuất từ một loại vải thông minh. Dày chưa đến 1mm, nhưng loại da này cho phép người máy cảm nhận được cân nặng, hình dáng, cũng như phát hiện, cầm nắm các vật dụng chắc chắn và linh hoạt hơn. Loại vải này có nguồn gốc từ một chất liệu bình thường là nỉ, nhưng chúng tôi đã đặt các hạt nano dẫn điện vào tất cả các sợi vải, nên loại da này có khả năng truyền thông tin rất nhanh và chuẩn xác. Bebop Sensors đang hướng tới phát triển nhiều loại người máy giúp việc. Công ty cho rằng người máy là những người giúp việc hiệu quả do chúng không cần không gian sinh hoạt riêng và có khả năng thích ứng với nhiều loại công việc khác nhau. Gần đây, du khách đến Brazil đang bị mê hoặc trước vẻ đẹp của một thư viện gần 200 năm tuổi tại thành phố Rio de Janeiro. Và phần lớn giới trẻ đã mô tả thư viện như là một xứ sở phép thuật đẹp tựa khung cảnh trong các bộ phim thần thoại. Thư viện mang tên Phòng đọc sách của Hoàng gia Bồ Đào Nha được nhiều người so sánh với tòa lâu đài phép thuật trong loạt phim về phù thủy Harry Potter. Nơi đây có số lượng sách khổng lồ, thiết kế nội thất bằng gỗ theo phong cách quý tộc và được trang trí bằng nhiều họa tiết, vật dụng cổ điển khác. Thư viện này mang đậm nét văn hóa châu Âu cổ cũng như nét đẹp tự nhiên của gỗ, những đặc điểm mà thư viện hiện đại không có. Vẻ đẹp của thư viện đến từ những cuốn sách, thứ lưu trữ nhiều thông tin quan trọng của quá trình phát triển nhân loại. Đây là một kho tàng tri thức khổng lồ. Thư viện được xây dựng từ năm 1837 và được đánh giá là một trong những thư viện đẹp nhất trên thế giới. Thế nhưng phải đến khoảng thời gian gần đây, nơi đây mới thu hút nhiều sự quan tâm sau khi ngành du lịch Brazil khởi sắc sau thời gian dịch bệnh. Không chỉ có giá trị về kiến trúc, du lịch, đây còn là nơi bảo tồn bộ sưu tập văn học Bồ Đào Nha lớn nhất sau các thư viện ở Bồ Đào Nha. Tuần lễ thời trang Copenhagen năm nay chứng kiến phần lớn các thiết kế theo tinh thần thân thiện với môi trường. Sự kiện diễn ra sau khi Bộ Môi trường Đan Mạch đưa ra một thỏa thuận yêu cầu ngành may mặc phải từ nay đến năm 2030 tăng cường tái chế. Sự kiện năm nay quy tụ hơn 40 thương hiệu thời trang Đan Mạch. Đây đều là những hãng đang áp dụng kỹ thuật kinh tế tuần hoàn, cam kết chỉ sử dụng vật liệu tái chế và vật liệu thừa để bảo vệ môi trường. Chúng tôi đã thiết kế các trang phục từ vật liệu của ngành nội thất, vì vải dùng cho đồ nội thất bền hơn nhiều so với các chất liệu thời trang hiện thời, vốn chỉ có tuổi thọ 1 năm. Hiện thỏa thuận mới về tái chế của Bộ Môi trường Đan Mạch đã thu hút 10 công ty và 3 tổ chức trong nước tham gia và dự kiến sẽ được mở rộng sang Na Uy, Thụy Điển và Phần Lan vào năm sau. Cắt giảm rác thải từ ngành công nghiệp thời trang cần nỗ lực chung của mọi người. Chúng tôi đang hướng đến xây dựng một hệ thống doanh nghiệp thời trang xanh, không chỉ tại Đan Mạch mà còn ở nước châu Âu khác. Theo Liên minh châu Âu EU, rác thải từ công nghiệp thời trang đứng thứ tư trong việc gây ô nhiễm môi trường. Khối này dự kiến sẽ đưa ra các quy định mới về tái chế hàng dệt may trong những năm tới. Tối qua, giải bóng đá U19 quốc tế do báo Thanh Niên tổ chức đã khép lại với trận chung kết giữa Việt Nam và Malaysia. Mặc dù ghi bàn dẫn trước, thì cầu thủ U19 Việt Nam không có phong độ ổn định suốt trận và phải nhờ đến loạt đá luân lưu để phân thắng bại. Phút thứ 11, U19 Việt Nam ghi được bàn thắng đầu tiên nhờ pha đánh đầu của Văn Tú. Những phút tiếp theo, Việt Nam có ít nhất 3 cơ hội ghi thêm bàn nhưng không tận dụng tốt. Tỷ số 1-0 được duy trì đến giờ giải lao. Sang hiệp 2, Việt Nam tiếp tục chủ động giữ bóng. Phút thứ 84, Malaysia san bằng tỷ số nhờ pha đệm bóng cận thành của Bin Aman. Bị cầm hòa, U19 Việt Nam triển khai tấn công nhanh nhưng không tìm thêm được bàn thắng. Hòa 1-1, cả hai đội tiến vào loạt sút luân lưu.
U19 Malaysia là bên mất điểm trước sau khi Abu Khali đưa bóng đập xà ngang tại lượt thứ 3. Sang lượt thứ 5, Việt Nam cũng mất điểm do lỗi của Đăng Dương. Ở lượt cuối, Ibrahim đưa bóng vọt lên trời. Nhờ đó, Việt Nam giành chiến thắng 4-3 và giành chức vô địch giải U19 quốc tế 2022. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình 60 giây sáng nay của chúng tôi. Xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình 60 giây chiều hôm nay. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt.